Mà xin kính chào các bác nha. Đến với video của em, cửa hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là một mẫu nồi nửa lít. Mẫu này gọi là 0.63 lít của hãng Yorioshi. Mẫu cao tầng IH áp suất. Mẫu này đặc biệt là có tách đường, giảm đường cho người ăn kiêng. Thì những mẫu nhỏ này thì dành cho những bác là một người, hai người, ba người đó sử dụng. Mẫu sản xuất vào 2017 các bác, còn rất là đẹp. Em quay hết một vòng các bác xem, em đi vào cái thông số nào. Những cái mẫu nhỏ này là các bác rất là hiếm luôn á, cũng như là nó ít sản xuất mà những bác cũng như mình, cũng như là hai vợ chồng son hay là hai ông bà cụ cũng như lớn tuổi rồi đó, mình ăn riêng rồi đó, thì mẫu này rất là thích hợp luôn. Rồi trở về cái phần thông số cho em thì cái mẫu này là có cái nhãn mác là Made in Japan này các bác, là sản xuất tại Nhật nha. Và cái điện áp của nồi này là 100V, chuẩn Nhật là 100, các bác xài 110 vẫn được, công suất là 865W. Bên đây cũng vậy thôi. Cái phần áp suất của nồi này là 29,4 kPa nè. Rất là cao, cơm rất là ngon. Thì cái nồi này nấu thì cái áp suất cao, cơm rất là ngon các bác. Ngoại thất xong rồi các bác. Giờ mình đi vô nội thất để em coi coi phải đúng là nó 27 không, nhiều khi nhớ nhầm. Đúng rồi các bác, 27, không có nhầm đâu được hết. Rồi giờ mình đâu nội thất cho em nè. Gòn đẹp, lồng cũng đẹp luôn đó các bác, lồng đẹp nha, không có bong chóc gì hết nha, cày xước cái kiểu như xước móng tay đó, do gạo đó, gọi là xước lông mèo nó vẫn có. Cho bây giờ nồi đã qua sử dụng mà các bác muốn không có ba cái đó thì nó cũng hiếm lắm các bác. Nhiều khi hàng người ta không xài hoặc là người ta xài đôi ba lần, một hai lần thì nó sẽ không có, còn những hàng mà người ta đã xài đã qua sử dụng thì nó phải có những cái xước lông mèo rồi đó các bác. Trong ngoài có đẹp, ngoài nó hơi bẩn thôi các bác, em sẽ vệ sinh lại cho các bác nha, còn lại cũng rất là ok nè. Đầu bên trong phần từ nó sạch đẹp luôn, bụi thôi. Thôi bây giờ ngoại thất nội thất xong rồi nè, mình vô phần cắm điện đi cho nhanh gọn, để các bác mua thì nồi này cũng sale luôn cho các bác nha, giá là em bao tốt thị trường nhất các bác. Này em nấu thì nó còn nước nè các bác, nó chảy nè, bên trong đây cho em sạch đẹp. Rồi sẽ cắm điện đi báo giá luôn nhanh gọn. Nhiều nồi như thế này rất nhiều bác hỏi mua luôn á, kiểu như là em chưa có về được cái nồi đẹp cho nên là em cũng chưa có bán, cho nên là hôm nay em về được cái nồi gọi là đẹp đó các bác, cho nên là em sẽ là ưu tiên cho bác nào chốt nhanh nhất nha. Giá thì bao tốt bao mềm. Rồi bác, thì em cắm điện vào thì nó nổi cái giao diện màn hình lên thế này, lúc này nấu cơm cho em nè, lúc này tắt nè, lúc này hâm nè, hâm ấm nha, bấm qua thêm một cái là hâm nóng. Nồi vô vi nó rất là hay kiểu đó, chế độ nấu sôi cháo gạo lứt thì chỉnh được là bấm nút nấu, trên hiển thị cái thời gian nấu khác nhau, lúc này là nút tắt, khi mình không sử dụng thì mình tắt cho em. Lúc này hẹn giờ, không sáng không chiều, chỉnh đúng khung giờ mà gia đình mình ăn cơm, mình bấm nút nấu rồi sẽ đúng thời gian này có cơm gia đình mình ăn, thì tầm 1 tiếng 50 phút gì đó nồi sẽ nấu. Khi chờ đợi nấu nó sáng ở đây, khi nấu nó sáng ở đây, khi chín nó sẽ về đây tắt cho em. Thì nồi mình là cái này là cái lúc mình là hẹn gà chọn gạo nữa các bác, lan chớp là gạo trắng, gạo trắng không do, gạo lứt không do. Mình trở về cái đầu tiên cho em lan chớp là gạo trắng, rồi mình xuống đây là bấm chế độ nấu, nó ngon nó mềm vậy nè. Thì mỗi cái chức năng nấu thì nó hiển thị cái thời gian khác nhau, để em lấy coi nồi này nấu ngon nhất là nó bao nhiêu phút. 85 phút các bác, cái nồi có nửa lít thôi các bác, 0.63 lít dành cho 2 đến 3 người sử dụng mà có chức năng nấu 85 một cơm rất là ngon luôn các bác. Chức năng là chức năng mà chỉnh chế độ đường, gọi là mức 1, mức 2, mức 3 đó. Thì mình chọn nó bấm vào đây nè, đó hiển thị nó đang chớp là mức 3, cái đầu tiên là mức 1, mức 2, mức 3. Thì hiện tại mới nãy mình bấm lên là nó đang chớp vào cái mức 2 đúng không, giờ mình chỉnh mức 3 thì mình bấm qua mức 3, xong mình bấm lúc này mình bấm hai cái nha các bác là nó mặc định là cái mức 3 đó, vậy vậy làm nó mặc định lại rồi đó. Để mình bấm vô đây là nó đang chớp mức 3, thì bây giờ mình chỉnh lại cái mức 1 đi đó, mình bấm qua nó mức 1, mình bấm vào đây thao tác lại y như em hướng dẫn mới nãy hai cái, rồi các bác bấm lên nó sẽ ở nó mức 1 nè đúng không đó. Để tắt cho em, thì mẫu này hiện tại em đang sale cho các bác với giá là 2,8 triệu nha. Em sẽ có video hướng dẫn cho các bác gọi là chi tiết hết, giá thì đúng giá em mới bán nha, cọc được cho em 500, thường là 3 triệu hơn các bác. Thì mẫu này em mua được cái giá tốt mà đẹp như thế này thì giá thì nó quá ok rồi đúng không đó. Nếu bác các bác nào mình đang tìm hiểu muốn mua
mà mình biết giá trị thực đó, thì mình mua dễ lắm, mau lắm nè, có nấu cháy nữa nè, cơm mềm cơm trộn đầy đủ hết, nấu thật kê sushi đồ luôn. 2,8 triệu cọc cho em 500, các bác trả tiền ship, còn chuyển đủ em bao ship, chuyển đủ là 2,8 triệu em bao ship bảo hành 6 tháng, nhận hàng các bác được được kiểm tra chứng mà vô gục. Kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, chân thành cảm ơn.